Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì lại là mình đây, mình sẽ tiếp tục lên video nói về cái app Gold Farm kiếm tiền tươi nha các bạn. Thì đây là một cái app của vợ mình, thì mình cũng đã đầu tư vào đây khá là nhiều các bạn. Để đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cái phần mà mình đã nạp tiền vào nha các bạn. Đây, cái lịch sử nạp ở đâu ra các bạn, lịch sử nạp ở đây. Thì mình đã nạp nè, 10 triệu nè, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu. Các bạn thấy không? Mình đã nạp vào đây là 40 triệu, 30, 40 triệu với các bạn. Hình như là 30 triệu các bạn, 30 triệu. Mình nạp vào đây để mình mua full 12 cái táo nha các bạn. Đây. Để mình vào mình xem, cho các bạn xem trang trại của mình. Không có gì hết, không có gà luôn. Chỉ có một cái ô này là cho miễn phí. Bây giờ mình sẽ thu hoạch, rồi trồng lại cái khác. Đó, đây là thành quả của mình. Mình chỉ mua táo thôi, thì táo này thì sẽ thu hoạch vào ngày mai. Cái này mình thu hoạch rồi. Rồi để cho các bạn xem là mình đã đầu tư lúc nào và rút được tiền bao nhiêu nha các bạn. Đây, rút tiền kỷ lục mình tham gia vào là ngày 6 tháng 2. Ngày 6 tháng 2 thì sau đó là mình đã rút tới ngày hôm nay là ngày 10 tháng 2 rồi các bạn. Nè, các bạn xem nè, mỗi ngày mình rút là ngày đầu tiên mình đầu tư rất là ít. Ngày 10 tháng ngày 6 tháng 2 rút 200, ngày 7 tháng 2 rút 200. Bắt đầu ngày 8 tháng 2 mình đầu tư thêm là cho đủ 750, 740.000 hoặc là 750 gì đó các bạn. Thì mình cứ rút là khi thiếu khi hụt, nhưng mà nói chung là 700, mỗi ngày 700 là chắc chắn. Ngày 8 được 700 nè, ngày 9 700, ngày 10 là được 700 luôn. Đó, ngày 9 là 750 các bạn ạ. Đó, đây là mình chơi được 4 ngày trên cái acc này rồi. Và mỗi ngày mình rút 700. Thì 30 ngày sẽ được 21 triệu mấy, cũng là thành 42 ngày mình sẽ hồi vốn các bạn. Và sau đó là mình không phải bỏ đầu tư gì hết. Thì cái acc này mình chỉ chuyên nuôi táo thôi các bạn. Tại mình cũng có thời gian, mình chỉ nuôi táo thôi. Táo thì 24 giờ mình thu hoạch một lần. Và 12 cái táo là tương ứng với lại 30 triệu Việt Nam đồng. Thì các bạn muốn thư thả thoải mái thì mình các bạn cứ nạp táo vào này, các bạn nạp tiền vào mua táo để các bạn thu hoạch một ngày chỉ một lần thôi, rất là khỏe, không tốn thời gian, có 7 xị mỗi ngày. Đó, lịch sử rút tiền là rõ ràng nha các bạn. Đó, bạn tải game thì tải app thì cứ xuống phần mô tả tải, mình nạp một hẳn lên cái là VIP 7 luôn các bạn ơi, rồi VIP 6 luôn các bạn. Đó, nhưng đi còn lại mình chỉ có táo thôi, không làm gì hết, chỉ đầu tư táo thôi. Ok, thì clip mình kết thúc ở đây nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Thì lát ngày mai mình mới đủ, mình rút là mới đủ tiền để rút. Thì táo chín thì mình sẽ rút là cũng là sẽ 750.000 mỗi ngày. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.